Đây là bản tin chiến sự 36 giờ qua, cập nhật đến 12 giờ 12 tháng 8, khoảng 8 giờ sáng Ukraine. Bắt đầu bản tin, chúng ta đi vào phát biểu mới nhất của Tổng thống Ba Lan trên tờ Washington Post với tiêu đề bài báo là Tại sao những người bảo thủ nên ủng hộ Ukraine? Đường link bài báo mình sẽ để ở phần mô tả. Tổng thống Ba Lan đã nói rằng, điều đơn giản, ngay bây giờ chủ nghĩa đế quốc Nga có thể bị ngăn chặn với giá rẻ bởi vì những người lính Mỹ không chết. Nhưng nếu chúng ta không ngăn chặn sự xâm lược của Nga ngay bây giờ thì sẽ phải trả giá rất đắt. Tổng quan bài báo, Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh về mối nguy hại của Nga đối với thế giới. Ông nhắc lại lịch sử Nga đã luôn là mối đe dọa cho Ba Lan. Thậm chí trong Thế chiến II, Liên Xô đã đẩy Đức ra khỏi Ba Lan, chẳng qua là để thay đổi một sự chiếm đóng mới mà thôi. Thông qua lời nói của một chính khách chính thức từ phương Tây, giờ đây họ không ngần ngại để công khai ba vấn đề. Thứ nhất, Nga là mối nguy hiểm với thế giới và Nga chính là đe dọa cho sự dân chủ của thế giới. Thứ hai, Ukraine chỉ là quân bài giá rẻ của NATO và điều tuyệt vời nhất là chống Nga bằng Ukraine là một cuộc chiến với chi phí giá rẻ và Mỹ không cần một thiệt hại về binh sĩ nào. Thứ ba là công khai thay đổi giá trị lịch sử. Sau khi Ukraine cố gắng xóa bỏ sự liên quan của Liên Xô, thì nay đến lượt Ba Lan công khai nói rằng không phải Liên Xô giải phóng họ khỏi Đức Quốc xã, mà chỉ là thay Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan mà thôi. Xin thưa, tới tầm này mà mọi người vẫn nghĩ phương Tây giúp Ukraine vì cuộc chiến giải phóng dân tộc. Không, họ chẳng quan tâm gì đến Ukraine cả. Họ chỉ sử dụng Ukraine để tìm mọi cách làm Nga suy yếu, chứ không làm bất cứ điều gì để xây dựng một giải pháp hòa bình. Một mặt, họ không để Ukraine tự quyết con đường hòa bình. Mặt khác, họ công khai tuyên bố Nga là một mối đe dọa cho chính họ và thế giới. Với tất cả những lời đó thì làm gì có một phương án hòa bình nào có chỗ để lọt vào. Vậy nên đừng ngạc nhiên khi càng đánh thì điều kiện hòa bình của Nga càng khắc nghiệt. Các bạn thấy Nga xa lầy ở đâu thì mình không biết, nhưng phương Tây hiện nay đang phải chơi theo cách chơi của Nga rồi đó. Chúng ta đi đến chiến trường nhé. Tiếp nối các cuộc tấn công tầm xa thì rạng sáng thứ sáu vừa qua có thông báo rằng Ukraine lại tấn công UAV vào Moscow nhưng đã bị hạ. Và tiếp nối cuộc tấn công 22 UAV vào Crimea tối thứ năm thì đêm qua Ukraine lại dùng thêm 20 chiếc nữa tấn công vào các vị trí của Nga. Theo Nga thì các UAV đều phải chặn hết. Tuy nhiên, theo truyền thông Ukraine có ghi nhận một tiếng nổ nhỏ ở Novozemye. Các UAV này dự kiến tấn công vào khu vực bán đảo nhỏ của Crimea vì tại đây ghi nhận Nga đã cho chặn các cái con đường qua cầu Crimea để tạm thời chống lại các vụ tấn công. Còn ở chiều ngược lại, theo ghi nhận cả ngày lẫn đêm hôm qua, Nga đều có các cuộc tấn công tên lửa trên toàn bộ khu vực miền Trung và miền Đông Ukraine. Mục tiêu được báo cáo là các sân bay, các vị trí đường hầm xuyên núi, nơi có khả năng cất giữ máy bay và nhiên liệu. Các cuộc tấn công này không ghi nhận kết quả, còn cuộc tấn công vào miền Đông ghi nhận hai sự kiện đau cho Ukraine. Một khách sạn ở Zaporizhia bị đánh trúng khiến khoảng 40 đến 50 người gồm binh sĩ lẫn sĩ quan NATO thiệt mạng. Đồng thời, trụ sở chính quyền tại Kupiansk, nơi mà hiện nay được trưng dụng làm sở chỉ huy cũng bị đánh trúng. Tất nhiên, Ukraine và phương Tây đều lên tiếng nói rằng Nga tấn công vào dân thường. Nhưng các bạn cần nắm được điều này, kể cả Nga lẫn Ukraine đều không rảnh đến mức dùng một quả tên lửa cả chục triệu đô la để bắn vào dân thường làm gì đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến vùng chiến sự. Tại khu vực Kherson, hai ngày vừa qua sau cái sự kiện Ukraine tấn công vào Kozachi, từ sau đó Ukraine liên tục cho đổ quân đồn trú tại các khu vực Cù Lao ở phía ngoài khu vực Kozachi. Đụng độ nhỏ và các cuộc pháo kích liên tục xảy ra, nhưng Ukraine vẫn xuất hiện được ở khu vực bờ đông ngay bên dưới thị trấn. Đồng thời, theo báo cáo từ phía Nga cho thấy sự gia tăng của các chuyến luân chuyển quân trên dọc bờ toàn tuyến từ cầu Antonovsky đến Kozachi. Như vậy là động thái rõ ràng hơn cho thấy một cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine đang thành hình. Ở chiến trường Zaporizhia, khu vực Kharkiv mấy ngày nay khá êm, có vẻ thấy Ukraine im ắng quá. Hôm qua, Nga đã tổ chức 3 mũi đánh theo hình mũi tên tấn công vào các khu vực của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã nhanh chóng phát hiện và dùng đạn chùm chấn át các mũi đánh, buộc Nga phải thất bại và rút về. Sau đó thì Ukraine cũng tổ chức thêm một mũi đánh di chuyển thẳng vào Kharkiv và tấn công xuống Việt Nam. Nhưng các mũi đánh của Ukraine cũng bị áp chế, vậy là ai về nhà nấy. Ở chiến trường Orykiv, chúng ta nhớ 3 ngày vừa rồi Ukraine đã bớt tấn công thẳng vào Robotyne mà đánh mạnh hơn ở sườn phía đông. Nhưng hôm qua lại khác. Bắt đầu từ sáng sớm hôm qua, Ukraine cho khoảng 200 binh sĩ với 7 xe bọc thép tấn công vào Robotyne, hợp công thêm 3 hướng tấn công nữa, toàn là bộ binh đánh thẳng vào Robotyne. Các mũi đánh có xe bọc thép bị áp chế ngay từ phía ngoài rìa cách Robotyne khoảng 3 km, còn các mũi đánh bộ binh tiếp tục thọc sâu vào các công sự nằm ở vùng xám của Robotyne, nhưng cuối cùng cũng bị áp chế và rút lui. Trong tối qua thì không ghi nhận mũi đánh mới. Chúng ta đi đến chiến trường tại khu vực mỏm đá. Ở đây vẫn là vị trí rất khốc liệt. Ukraine 36 giờ vừa qua liên tục tấn công dồn dập bằng cả bộ binh, pháo kích và UAV. Các cuộc tấn công ở đây ghi nhận là rất căng thẳng. Ukraine rất quyết tâm để có thể giành được chiến thắng. Kết quả tới chiều hôm qua cho thấy Ukraine đã đẩy sâu quân Nga xuống phía nam của Uruzhne và kiểm soát được hơn một nửa làng. Ukraine có thể check-in chiến thắng tại trung tâm của làng rồi, nhưng thực địa Ukraine vẫn đóng quân tại khu vực phía bắc và ở giữa làng bây giờ là vùng xám. Như vậy là Ukraine tiếp tục đẩy quân Nga về phía sau và có khả năng kiểm soát được hơn 60% của làng. Mặc dù phía Nga thông báo rằng họ quyết định rút lui trước sự tấn công mạnh của Ukraine, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhận định rằng Nga không thể giữ được phần trung tâm của làng và buộc phải rút lui về. Tuy nhiên, câu chuyện từ đây sẽ phức tạp hơn với Ukraine khi Nga đã rút khỏi hoàn toàn phần nhô lên, tiến về lớp phòng thủ chiến tuyến phẳng hơn, nên có thể nói rằng để đẩy lùi quân Nga ra khỏi làng và hoàn toàn kiểm soát được hai khu vực Uruzhne và Staromayke
thì Ukraine sẽ phải tiếp tục sử dụng các mũi đánh mạnh hơn nữa so với các mũi đánh trong thời gian vừa rồi thì mới có thể thành công đẩy lùi Nga hoàn toàn được. Ngoài ra thì tại mỏm đá này, Ukraine vẫn tổ chức các mũi đánh ở nhiều vị trí công sự khác nữa, nhưng chắc chắn các mũi đánh này cũng chỉ để cầm chân quân Nga thôi, nên chúng ta sẽ bỏ qua nhé. Hiện tại ghi nhận giao tranh vẫn liên tục xảy ra. Tới khu vực Marinka, chúng ta nhớ khoảng 2 ngày gần đây đều chỉ ghi nhận các cuộc pháo kích cũng như hai bên chỉ dành thời gian để củng cố trận địa. Thì trong chiều hôm qua, mặc dù Nga không có thông báo gì, nhưng Ukraine thông báo rằng Nga đã mở hai mũi đánh bất ngờ vào vị trí trung tâm của Marinka ra ngoài. Kết quả trận đánh này không được ghi nhận nhưng chắc là thất bại. Tiếp theo, tới chiều tối qua, Nga mở thêm một mũi đánh từ hướng nam đánh lên khu vực làng Novomikhailivka. Ở phía bắc thì Nga cũng tổ chức thêm hai mũi đánh theo đường mũi tên nhưng đều bị Ukraine đẩy lùi. Như vậy là sau khoảng 3-4 ngày chỉ có pháo kích thì tới hôm qua Nga lại tấn công trở lại nhưng cường độ khá nhẹ. Mọi điều kiện đều đã sẵn sàng, không biết lúc nào Nga mới làm một quả tấn công mạnh tại vị trí Marinka này đây. Đi lên khu vực Bakhmut, 36 giờ qua có vẻ Ukraine đã trở lại. Tại sườn nam Bakhmut, ngay từ đêm hôm trước, Ukraine bắt đầu mở các mũi tấn công lên toàn tuyến để do thám. Ngay sau đó, họ bắt đầu tổ chức các mũi đánh từ sáng sớm. Các mũi tấn công có cả xe bọc thép đánh mạnh vào khu vực phía dưới ở đây và kết quả đã thu hồi được một cái khoảng mà Ukraine đã để mất vào tay Nga vào 4 ngày trước. Trong khi các mũi tấn công phía dưới đang đạt được lợi thế, Ukraine tiếp tục tổ chức các mũi đánh thẳng vào Krychivka và Andriivka. Theo tin báo chiều qua ở một số nguồn tin nhỏ thì Ukraine cũng đã tiến được vào phía nam của khu vực làng Krychivka. Sau khi Nga để mất khu vực phía dưới này thì các mũi đánh còn lại của Nga đã tấn công mạnh mẽ và bắt đầu đánh bật Ukraine xa khỏi các vị trí mà họ mới tiến công lên. Tin báo khoảng 11 giờ đêm qua cho thấy Ukraine đã lấy lại được khu vực ở phía dưới và đã kiểm soát trở lại một góc phía nam của làng Krychivka. Nhưng trưa nay có tin nguồn nhỏ ghi nhận Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi khu vực phía nam của làng Krychivka này. Hy vọng rằng Ukraine có phương án nào để giữ thành quả và tiếp tục tiến lên, chứ không lại phải rút về như kịch bản cũ, vì chúng ta nhớ rằng Nga ở đây đã được củng cố lại lực lượng và có sự yểm trợ của không quân rồi, chứ không còn giống cái thời điểm 2-3 tuần trước nữa. Tại toàn tuyến Bakhmut này ghi nhận Ukraine bổ sung thêm quân và tiến hành tấn công vào các vị trí làng toàn bộ sườn nam, chứ không còn chỉ tập trung vào hai làng Krychivka và Andriivka như tuần vừa rồi nữa. Ở sườn bắc, sau bản tin vào tối thứ năm, chúng ta biết rằng Ukraine đã để mất hai khoảng thì tới giờ vẫn chưa có cập nhật nào. Suốt 36 giờ qua vẫn không ghi nhận thêm các mũi đánh của cả hai bên. Chúng ta lên chiến trường từ Liman đến Kupiansk. Tại khu vực Bohorivka, dù không có giao tranh nào nhưng cho thấy Ukraine đã rút về các vị trí phòng thủ vững chắc và có vẻ Nga đã tiến chiếm được hầu hết các khu vực mà Ukraine để yên cho Nga chiếm và từ giờ sẽ là các vị trí khó nhằn hơn dành cho Nga. Tại khu vực cánh rừng, vẫn liên tiếp ghi nhận các cuộc pháo kích cũng như các mũi đánh của Nga như thường lệ. Phía Ukraine cũng đã tổ chức các mũi phản kích và hiện tại có vẻ mọi thứ đang giữ ở mức cân bằng. Tại mỏm Toske, trong vài ngày vừa rồi không có giao tranh mà chỉ có pháo kích thì hôm qua Nga đã tổ chức một mũi đánh bất ngờ ra hướng Zampolivka, đồng thời tổ chức thêm hai mũi nữa đánh vào Toske để cầm chân Ukraine. Theo báo cáo thì mũi chính của Nga đã có thể kiểm soát thêm vài công sự ở hướng Zampolivka rồi. Tại toàn tuyến khu vực phía trên này, chúng ta vẫn nhớ 2 ngày trước Ukraine đã buộc phải sơ tán 53 khu định cư như trong hình ảnh. 36 giờ qua vẫn ghi nhận các mũi đánh của Nga vào tất cả các vị trí mà đã tấn công ở tuần vừa rồi. Tuy nhiên, cường độ các mũi đánh có phần giảm đi, có thể do cuối tuần hoặc cũng có thể Nga đang đến chu kỳ giãn ra để bỗng nhiên một ngày nào đó thông báo tiến công thêm một vài chục km không biết chừng. Chúng ta biết tại chiến trường này Ukraine đang vô cùng khó khăn. Chính vì thế, đánh như thế nào là do Nga quyết định. Có thể thời điểm vừa rồi Nga cương mà vẫn quyết định cái cường độ đánh như thế thì Nga sẽ thiệt hại nhiều hơn do Ukraine đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Vì thế, họ cần phải giảm nhiệt một chút rồi bất ngờ sẽ tăng tốc sau chăng. Vậy là toàn tuyến trong 36 giờ qua chúng ta ghi nhận sự chững lại của Nga và sự tiến công mạnh hơn của Ukraine. Đặc biệt ở chiến trường Kherson, Ukraine đã tăng cường việc đổ bộ quân sang bên bờ sông của Nga rồi. Diễn biến nóng bỏng của chiến sự sẽ không còn được nhiều thời gian đâu. Dự kiến tới giữa tháng 9 là mọi chuyện sẽ bắt đầu phải giãn ra vì mùa đông bắt đầu về, nên các diễn biến nóng bỏng nhất chúng ta sẽ chờ đợi trong khoảng một tháng còn lại mà thôi. Và đó là toàn bộ chiến sự 36 giờ qua. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin ngày mai.